make my day complete. With every smile, with every beat, in your arms I'll find my peace. With you my world is so sweet. Through the highs and lows you're always near. Hello, hello, chào tất cả các bạn. Bây giờ thì gia đình mình đang ở Đà Nẵng. Và chúng mình ngày hôm nay là ngày đầu tiên bước chân vào Đà Nẵng, là ngày thứ 3. Thì tối hôm qua đến đây cũng chưa đi đâu được cả. Ngày hôm nay mới đi khám phá ăn một số những cái quán ăn ngon ở Đà Nẵng thôi. Và bây giờ thì vì lần này đi xa nên là mình không có mang theo sách vở gì hết. Có mang theo một cái rất hay ho đấy chính là Kindle. Nếu như mà các bạn đã nhìn cái clip ở trước mình đang ở biển thì mình các bạn sẽ thấy cái tấm Kindle này. Thì thực ra là đây là mình mới mua bởi Mr. Dũng đang ngồi đây này. Đấy, Mr. Dũng. Đấy. Thì vì sau khi mà mình đếm cái tủ sách của mình có nhiều sách quá, thế là anh Dũng đang ngay lập tức phi ra mua Kindle về. Không phải chịu nổi cái việc sách có đẻ nhiều thế. Mình cũng đang định làm luôn một cái project là xem là mình có thể đọc được bao nhiêu quyển sách trong cái lần đi Đà Nẵng lần này. Thì thực ra là mình rất là thích cái việc là đọc sách mỗi ngày, nhưng mà không thể quay được vì không có thời gian. Nhưng lần này thì mình đã quyết định là dành hẳn ra một tuần ở Đà Nẵng. Yes, thế nên là ngày hôm qua khi mình đến đây thì mình đã hoàn thành cuốn đầu tiên trên Kindle. Thì đấy chính là cuốn The Wood Switch. Cái gì nhở? Để mình tìm lại cái tên nhá. The Wood Switch to the Rescue. Và ngày hôm nay thì sau khi mà hoàn thành xong tập 6 thì mình đã chuyển sang đọc tập 7, là tập The Wood Switch and the Wishing. Cái bộ truyện về cô bé phù thủy Mildred này rất dễ thương. Nên là mình đang đọc dở, sau đó thì mình sẽ wrap up lại toàn bộ cho các bạn về series 8 cuốn này. Và rất là tiếc là tại sao ở nhà Kim Đồng ấy đang làm dở đến tập 6 rồi thì tự nhiên tập 7 và tập 8 lại ngừng, không có phát hành nữa, không dịch nữa. Rất là tiếc vì bộ truyện này rất là hay, nó rất là dễ thương, ngắn gọn và đọc rất là đơn giản. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đọc thêm một xíu ở cái tập 7 này, xong rồi là sẽ cùng với cả mình đi ăn đêm, ăn tối. Nhưng mình chưa ăn tối, vừa mới đi biển về. Các bạn sẽ đọc một xíu nữa nhé, để xem là ngày đầu tiên thì đọc được hết một tập của series truyện The Wood Switch rồi, thì xem là tập ngày hôm nay là ngày thứ 2, xem là đọc được chuyện gì nữa hay không nhé. Và thôi. Trời ơi, chuyện của minh họa này siêu dễ thương luôn, đáng yêu quá. Bây giờ ăn xong muốn uống gì? Em mới ăn xong uống gì? Trà sữa. Trà sữa gì? Trà sữa Đà Nẵng á? Yes! Trà sữa. Túc túc ti, xong bây giờ mang ra bãi biển uống không biết ngon hay không? Túc túc ti. Xin chào các bạn. Nhà chúng tôi đang ở bãi biển Mỹ Khê. Bây giờ nhà mình đang ở Hội An, nhưng mà vì quá là đông người ấy, xong rồi nóng nữa, thế nên là sẽ quay trở lại thành phố Đà Nẵng để ăn uống xong rồi ra biển buổi tối. Còn đi về nắng đông quá, đông người quá, để chơi gì nữa. Hello các bạn, hôm nay là ngày thứ 3 mình ở Đà Nẵng và mình đã hoàn thành xong 3 quyển sách theo đúng như những gì mình đang đặt ra cho bản thân. Và đó chính là series bộ truyện phù thủy xui xẻo của nhà Kim Đồng. Thì cái bộ truyện đấy nói về một cô bé phù thủy tên là Mildred hay là Mildred gì đấy, mình không biết đọc kiểu gì cả, cái tên mình sẽ để ở đây nhé. Thì cô bé phù thủy Mildred này có hai người bạn thân là tên là Mau và Enid. Thì cái series 8 cái cuốn truyện này thì nó xoay quanh về cuộc sống của cô bé Mildred ở cái học viện Keckle. Và nó, vì cô bé là một cô bé phù thủy xui xẻo mà, nên là cô mang đến rất là nhiều những cái vấn đề, những cái rủi ro ấy, và cái hiềm khích của cô và một cô bé học sinh khác ở trong trường, mà nó xoay quanh nó suốt từ đầu, từ series tập 1 đến tập
8 luôn. Và nếu như mà để mà tách rời ra thì mình sẽ chỉ cho mỗi tập có 4 sao thôi, bởi vì nó quá ngắn. Còn nếu như mà để mà đọc full cả một tập của cả một bộ của nó thì chắc chắn sẽ là 5 sao. Và đấy là một bộ mà mình nghĩ là rất xứng đáng dành cho tất cả các bạn nào mà muốn đọc về fantasy cho trẻ con, rất là dễ thương. Mỗi một câu chuyện thì sẽ có một cái nội dung nó khác nhau, nhưng mà tác giả sẽ đều nói lại ở tập đằng sau thì sẽ luôn luôn nói lại cái tập đằng trước đang có những cái gì, và chỉ tóm tắt bằng một hai câu thôi để cho các bạn có thể nắm được cái cốt truyện đằng trước. Mặc dù nó rất là ngắn nhưng mà kiểu nó cũng đầy đủ cho cả một cái tập truyện đằng trước đấy rồi ý. Thế nên là mình thấy là không cần thiết phải viết quá dài làm gì. Và mình cũng đang không hiểu vì sao mà Kim Đồng khi mà dịch tập 6 thì lại dừng, vì sau đấy chỉ còn có 2 tập nữa thôi là kết thúc rồi ý. Nên rất là đáng tiếc. Và thực sự đọc xong rồi mình thấy rất là cảm thấy ngưỡng mộ tác giả, bởi vì tác giả đã có thể cái bộ não siêu, gọi là bộ não siêu phi thường của cô tác giả, nó có thể viết ra được một cái bộ truyện mà nó hay đến như thế, nó có thể độc đáo, thú vị, sáng tạo đến như thế, và có những cái hình minh họa đi kèm theo từng cái phần mẩu truyện ấy, nó cũng rất là dễ thương, và bạn đọc cũng có thể hình dung ra được là hình ảnh của nhân vật nào với nhân vật nào, nó rất là kiểu ơi, nó rất là yes luôn ý. Không biết phải mô tả nào, nhưng mà mình thực sự rất là thích cái bộ truyện đó. Và bởi vì là không có bản tiếng Việt cho 2 tập cuối nên mình đã đọc bằng tiếng Anh, và bởi vì là cái chuyện này là dành cho thiếu nhi, thế nên là cái phần tiếng Anh cũng, cái từ vựng ấy nó cũng không quá khó. Bạn nào mà kiểu muốn thử tìm đọc thì cũng có thể tìm cái bộ truyện này bằng tiếng Anh đọc xem sao ấy. Mình thấy nó cũng khá là dễ đọc, không bị khó lắm đâu. Vậy nên là có thể thử trải nghiệm xem sao. Mỗi một tập truyện nó rất là ngắn, khoảng tầm 100 dưới 200 trang, mà cái khổ bé xíu như này này. Thế nên là đọc nó, nếu bạn nào mà đọc nhanh thì chắc chỉ khoảng tầm 2-3 tiếng à thì nó sẽ xong. Còn như mình thì bởi vì mình còn đi chơi các kiểu, thế nên là một ngày mình mới kiểu đọc xong được ấy. Còn bây giờ thì sang ngày thứ tư thì mình đang không biết đọc quyển gì, thì thôi vừa cứ từ từ xem là ngày thứ tư mình sẽ đọc quyển gì ở trên Kindle nha. Sau một thô mồ hồi chọn thì mình quyết định là sẽ đọc quyển Phía núi bên kia của nhà Kim Đồng. Thì thực ra là khi mà mình đi chơi, mình xác định đi chơi ý, thì mình sẽ chỉ lấy những quyển sách nó mỏng mỏng thôi để đọc. Vậy nên là mình cũng có đao về đây kiểu khoảng tầm 60 hay 70 quyển gì đấy. Vì thực ra là biết là không đọc được, nhưng mà kiểu tiện thể một lần thì mình cho vào luôn ấy. Vậy nên là đây sẽ là cuốn tiếp theo mình đọc trong tháng 8 lần này. Yes. Dũng mua cái này, với Dũng bảo là cái này giống mặt tô các bạn ạ. Mặt tô đâu giống này đâu, nó dễ thương xỉu luôn. Đây, tập thứ tư sẽ là Phía núi bên kia. Nhưng mà lại không biết tác giả là ai nhở. Ở đây không nhìn tác giả. À đây, tác giả là Xuân Sách, thể loại tiểu thuyết, về nhà xuất bản Kim Đồng, năm 1977. Bắt đầu thôi. Hello các bác, ngày hôm qua là ngày thứ tư ở Đà Nẵng thì mình đã hoàn thành xong cuốn Phía núi bên kia. Yes. Trời Đà Nẵng như sắp mưa ấy nè. Đó, trời như sắp mưa luôn các bạn ạ. Định là hôm nay sẽ ngồi đây để review cho các bạn hai quyển sách mình, à một quyển sách mình mới đọc được, là cuốn Phía núi bên kia, nhưng mà đang ồn quá nên không biết các bạn có nghe được không. Thì cuốn đấy mình chỉ vô tình tìm được ở trên mạng thôi, và đến lúc mà đọc xong lên trên Google mình phát hiện ra là cuốn đấy đang được nhà Kim Đồng tái bản lần thứ bao nhiêu thì mình không biết, nhưng mà cuốn năm 2024 và tái bản nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Thế nên là đấy là một cuốn sách rất rất là nên đọc và các bạn nên mua. Mình sẽ đính cái link của cái cuốn đấy ở dưới phần mô tả để các bạn có thể vào mua nhá. Còn bây giờ thì mình cũng nghĩ là mình sẽ không kịp đọc cuốn thứ 5 ở Đà Nẵng đâu, vì ngày mai mình bay về Hà Nội rồi. Nên bây giờ thì mình đang muốn tìm xem đọc quyển gì. Chắc là sẽ đọc một quyển tiếng Anh đi, bởi vì đang muốn đọc thử tiếng Anh xem sao ấy. Đợt này đang muốn đọc tiếng Anh đang rất là vào. Thế thì bây giờ đọc quyển gì nhở? Đọc quyển gì cho dễ? Bây giờ mình đau rất là nhiều về đây. Hay là đọc quyển Đội Trinh Sát và Con Chó Sera nhở? Đọc quyển tiếng Việt này nhở? Cái này hát nút của nó nhỉ? Của tác giả Trung Sĩ à? Thôi, đọc quyển này đi. Đọc hết quyển này cho thành là 5 quyển trong đợt Đà Nẵng nhá.
ở Đà Nẵng mây siêu đẹp. Ngày cuối cùng ở Đà Nẵng rồi các bạn ơi. Nói chung là lần này đi Đà Nẵng rất là mê, mặc dù là trời nó hơi bị nóng một tí, nhưng buổi chiều rất thích. Là ngày cuối ở Đà Nẵng. Hôm nay mình đổi, mình không có uống túc túc ti nữa bởi vì là không kịp ra mua, mà cũng nghĩ là hôm nay là cuối ngày cuối cùng rồi thì đổi sang loại khác ấy. Thế là mình chuyển sang uống trà Mr. Top. Vì là thế cũng được đánh giá cao. Đây. Nhưng mà cái mình mua là trà đá sâm dứa uống như nước lọc. Nhà toẹp. Thực sự là giống yên nước lọc. Có một tí tí cái vị, chả có vị gì hết, chẳng chua. Mình muốn review một xíu xíu thật là nhanh cho các bạn. Trong vòng 5 ngày mình ở Đà Nẵng, mình đọc hết 4 quyển truyện. Yes, thực sự là định là đọc hết 5 quyển cơ, nhưng mà rất là tiếc là mình nghĩ là không kịp. Vì tối nay mình không thể mình hoàn thành nốt hơn 200 trang còn lại được. Thì mình đến đây mình đã hoàn thành hết một cái bộ series truyện là Phù Thủy Xui Xẻo, 3 cái quyển tiếng Anh ấy, mình rất là tự hào lớn hơn luôn ý. Quấn gần đây nhất mình hoàn thành xong thì đấy chính là cuốn Phía Núi Bên Kia của tác giả là Xuân Sách. Một cuốn sách kể về chiến tranh. Thì cái cuốn truyện đó viết về một cậu bé tên là Hòe. Và cậu bé thì sống ở trong khu gia đình nhà cậu thôi, có một cuộc sống bình thường cho đến khi có chiến tranh. Và bố cậu đi bộ đội, và cậu đã trốn mẹ cậu, và cậu cũng đi bộ đội theo một người anh, là anh tên là Hành. Sau đó thì xuyên suốt cái cuốn truyện đấy là cái hành trình mà cậu ấy lớn lên, và cậu ấy trải qua những cái hành trình gian khổ vất vả để có thể trở thành một người bộ đội. Câu chuyện về cậu bé Hòe Đen sẽ đưa bạn đến kiểu ná thở luôn ấy, qua từng những cái giai đoạn của cái chiến tranh, từ nạn đói này đến cách mạng tháng 8 này. Nói chung là có rất nhiều những cái mốc lịch sử quan trọng đều được tác giả đưa vào trong cuốn sách này. Và các bạn sẽ thấy được cái lời văn của tác giả Xuân Sách viết thì nó rất là mộc mạc, nó rất là kiểu dễ đọc, dễ hiểu. Và đọc xong bạn cảm thấy là một cái niềm yêu nước được dâng trào luôn ấy. Rất là lâu rồi mình mới kiểu đọc một cái tác phẩm về chiến tranh của Việt Nam mà mình cảm thấy nó hay đến như thế. Nó cuốn sách đó không quá dày, cũng không quá mỏng, nhưng mà tất cả những cái điều cần biết về cái chính sách của Việt Nam thì đều được cô đọng trong cuốn sách đó. Trong cuốn sách thì bạn sẽ được nhìn thấy cái sự lớn lên và trưởng thành của cậu bé Hòe Đen, từ một cậu nhóc chỉ biết là mong chờ từng ngày bố về đoàn viên với gia đình, cho đến khi mà cậu lớn dần và cậu tham gia vào hàng ngũ bộ đội để cậu là một trở thành một phần để bảo vệ tổ quốc ấy. Ôi, đọc xong thấy xuất sắc luôn. Nói chung là đây là một cuốn sách mình thấy là phù hợp được với tất cả các độ tuổi và nên đọc, rất nên đọc. Trong những cái ngày vừa rồi mình ở Đà Nẵng thì mình không có quá nhiều thời gian, vì mình hầu hết là mình dành gian đi chơi rồi ra bãi biển. Thế nên là mình chọn 4 cuốn sách nó khá là mỏng và khá là dễ đọc. Bộ tiếng Anh cũng rất là phù hợp với rất nhiều bạn. Những cái bạn mà mới học tiếng Anh cũng có thể đọc được, bởi vì cái từ ngữ, cái ngôn ngữ khá là đơn giản. Còn đối với cả cuốn mà Phía Núi Bên Kia cũng là một cái cuốn sách mà mình đánh giá là nên đọc đối với tất cả các độ tuổi. Đọc để bạn có thể, bạn không chỉ, nó không chỉ là một cuốn tiểu thuyết bình thường, mà nó còn là một cuốn sách mà giúp bạn có thể hiểu được nền lịch sử đất nước Việt Nam, cái chiến tranh đất Việt Nam. Thì các ông, các cụ cũng như là những cái tầng lớp bộ đội hồi xưa ấy đã phải chiến đấu như thế nào để bảo vệ tổ quốc. Mình hiện nay thì mình còn một chuyện nữa mình đang đọc dở, thì mình không biết là tối nay kịp hay không. Nếu như kịp thì ngày mai mình sẽ review cho bạn tại sân bay. Còn nếu như không thì chúng mình sẽ gặp nhau ở nhà mình, và mình sẽ tổng kết clip này ở tại nhà mình ở Hà Nội nhé. Khi mà
mà bạn đã đang xem đến đây thì nghĩa là mình đã quay về Hà Nội rồi. Khi mà sáng nay mình còn đang ở bãi biển, đang còn ngắm bình minh lên. Còn bây giờ thì mình đã về Hà Nội và các bạn có thể thấy ở đằng sau là cái chồng quần áo mình còn chưa kịp dọn vì mình bay về sáng sớm ấy. Xong rồi là đưa gấu đi học các thứ. Thế nên là bây giờ mới có thời gian ngồi để đóng cái clip ngày hôm nay. Khi mà mình về đến Hà Nội thì việc đầu tiên là mình đã phải chạy ngay đến cái cửa hàng mà bán Kindle, bởi vì là phải đổi máy từ Paperwhite 4 sang Paperwhite 5, là bởi vì là cái Paperwhite 4 nó bị hỏng pin. Anh Dũng lại phải khoe chồng, một phút khoe chồng bắt đầu. Đấy là anh Dũng đã quyết định là đổi luôn sang con Paperwhite 5 luôn. Đổi sang con Paperwhite 5 này dùng nó rất là mượt, không có quảng cáo. Đó, chù đấy. Nhờ chồng, đấy lại nhờ chồng đang nằm bên cạnh các bạn ạ. Thì lúc mình đang đọc con Paperwhite 4 xong thì mình đang đọc cái chuyện này, là cuốn Đội Trinh Sát và Con Chó Sarah. Nhưng mà khi mà mình chuyển sang cái con Paperwhite 5 thì nó đã không có link sang cho mình. Thế nên là thành ra là new. Và mình đang không biết là mình đọc đến trang số bao nhiêu rồi. Bây giờ mà phải tìm nữa thì nghe chừng khá là mệt mỏi. Bởi vì là mình đọc cũng được khoảng tầm 30% rồi ấy. Nên là mình nghĩ là thôi mình sẽ skip cuốn này, không đọc cuốn này nữa. Đó, và clip của mình hôm chỉ đến đây thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn Đà Nẵng vì trời thời tiết đã ủng hộ chúng mình không bị mưa. Hi hi. Hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ đóng máy đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.